Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chữa bệnh tại nhà của kênh Mẹo Sống Khỏe VTV. Hy vọng những video của chúng tôi sẽ hữu ích với các bạn. Và sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nội dung của video ngày hôm nay. Cách chữa đau lưng bằng gừng, chỉ cần dùng một lần là khỏi. Gừng là một loại gia vị giúp tăng hương vị món ăn quen thuộc với mọi người. Trong đông y, gừng còn được xem là thảo dược trị bệnh cực kỳ hữu hiệu và thường được sử dụng trong nhiều bài thuốc khác nhau. Đặc biệt, loại gia vị này có khả năng chữa dứt điểm những cơn đau lưng cực kỳ hiệu quả và không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Đây là một cách điều trị tự nhiên, đơn giản và rất tốt cho sức khỏe. Bạn tuyệt đối không nên bỏ qua, nhất là những người làm việc văn phòng. Trong nhiều nghiên cứu, một số thành phần trong gừng có khả năng tiêu viêm, giảm sưng đau, phòng chống oxy hóa. Do đó, loại gia vị này là phương pháp điều trị đau lưng tự nhiên rất tốt, được các chuyên gia khuyên dùng. Để thực hiện được phương pháp trị đau lưng bằng gừng thì bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Nguyên liệu thứ nhất là giấm gạo. Nguyên liệu thứ hai là gừng tươi. Và thứ ba là một chút muối trắng. Đây là ba nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Với ba nguyên liệu này thì ta có cách thực hiện như sau. Đầu tiên với gừng thì bạn hãy gọt sạch phần vỏ ngoài của nó đi cho mình. Gừng sau khi được làm sạch vỏ thì bạn hãy cắt nhỏ nó ra và cho vào một cái cối. Chúng ta sẽ giã nhỏ nguyên liệu này ra nhé. Đây là gừng sau khi được giã nhỏ. Mình sẽ cho nó vào một cái song sạch. Sau đó bạn cho vào song này một chút nước lọc. Cho thêm vào song một chút muối trắng. Giờ thì mình sẽ cho song này lên bếp đun sôi khoảng 3 phút cho mình. Đây là nồi nước gừng của chúng ta sau khi đun xong. Ở cách làm này chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi. Mình sẽ gạn lấy phần nước ra cốc. Sau đó bạn cho vào cốc này 2 thìa nước giấm gạo rồi khuấy đều lên. Đây chính là cốc sản phẩm mà chúng ta cần cho các chị đau lưng tại nhà này. Với cốc hỗn hợp này, chúng ta sử dụng để thoa lên vùng đau nhức. Bạn dùng một chiếc khăn sạch thấm hỗn hợp gừng, muối và giấm rồi đắp vào chỗ lưng bị đau. Thư giãn từ 20 đến 30 phút, hỗn hợp gừng này sẽ thấm sâu vào bên trong da, giúp máu lưu thông tốt hơn và nhanh chóng đẩy lùi cơn đau.
từ đó người bệnh sẽ thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Chữa đau lưng bằng gừng là phương pháp đơn giản, dễ làm mà lại có hiệu quả vô cùng tốt. Do đó, nếu bạn đang bị những cơn đau lưng hành hạ, hãy áp dụng ngay những cách điều trị bằng gừng ở trên nhé. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh! Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.